Rồi ok các bạn, bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ các bạn để ý cho mình nè, ở đây người ta để tên HVAC thì cái tên này thì nó không đúng với của mình. Mình thường là để hệ thống vũ khí đúng không nha. Thì mình hướng dẫn bằng cách đã tạo ra một cái tên giống như vậy. Thì đây các bạn để ý cái cây thư mục mình nè, đây là cái cây được mechanical, tên nó là cấp 1 ha. Các bạn click vô một cái nữa là hiện HVAC là cấp 2 hay gọi là sub ha. Và tiếp theo là những cái phần còn lại là phần mặt bằng và các cái vùng biên của nó ha. Rồi bây giờ thế này. Bây giờ nha, mình sẽ chọn màu chung. Thì các bạn để cho mình nè, nhấn trái hai cái và để trên phần thanh roti bên tay phải, mình kéo xuống dưới. Mình để nha, nó có hai cái này nè. Thứ nhất, discipline ở đây ý nghĩa nó là bộ môn, tức là mặt bằng chung đang nằm ở trong bộ môn mechanical, hiểu không? Hiểu ý nghĩa đó, mặt bằng chung đang nằm trong cái bộ môn mechanical, ok ha. Rồi tiếp theo ở phía dưới nó có một cái nữa gọi là sub discipline, bộ môn con của nó, sub discipline và tên là HVAC, HVAC đúng chưa? Như vậy là gì? Mặt bằng chung đang nằm ở discipline là bộ môn là mechanical và sub discipline của nó là HVAC, hiểu nghĩa đâu. Rồi bây giờ ha, hiện tại các bạn đang click vào, các bạn không có được thay đổi được bởi vì nó bị mờ đi nè. Các bạn thấy bị mờ đi không? Rồi bây giờ làm sao để thay đổi được? Các bạn kéo hẳn xuống phía dưới, ở trong đây nó có một cái view template, view template nè, thấy chưa? Rồi bạn click vô, bạn chọn cho mình là chữ non, chữ non và nhấn apply, nhấn ok, được chưa? Và lúc bây giờ bạn kéo lên trên thì lúc bây giờ cái discipline này nó mới thay đổi, nó hiện lên để bạn nè, ok chưa? Rồi khoan từ cái nữa đây nè. Tiếp theo khi nó hiện lên rồi thì bạn chọn cho mình cái sub discipline nào, đặt tên cho mình là hệ thống, đặt tên tiếng Việt được, hệ thống phân phối khí, và viết tắt hoặc là viết hết trừ tự cũng được ha. Mà mình đã đóng vô ký được chưa? Rồi nhớ lưu ý nha, nhấn enter nha, hệ thống phân phối khí, nhấn enter mới được nha. Sau đó nhấn apply cái nữa. Rồi thì lúc bây giờ bạn thấy thế nào là nó tạo ra một cái cây sub discipline là hệ thống vũ khí nằm phía dưới, hiểu không? Nhớ là khi đặt tên là phải enter cái nha thì nó mới hiểu, được chưa? Rồi tương tự bạn chọn tiếp cho mình, nhấn shift chuột trái, chọn 3 mặt bằng này nè, shift chuột trái. Rồi bạn thử kéo xuống coi cái phần view template, bạn chỉnh cho mình nó về non lại, apply ok. Rồi tiếp theo bạn kéo lên trên trong phần sub discipline, bạn chọn cho mình hệ thống phân phối khí, nhấn apply nó cả, lập tức là chỉ về hết lại trong cái hàng hệ thống phân phối khí, hiểu không? Rồi tiếp tương tự mình sẽ chuyển dần những cái này và lại cái sub discipline là hệ thống vũ khí bằng cách nào. Bạn nhấn vào nó, chọn 3D nè, rồi bạn kiếm thử sub discipline rồi nhấn vô, chọn hệ thống vũ khí, ok không? Nhấn apply nó cái, nó vào đây, thấy chưa? Rồi tiếp nè, nhấn shift chuột trái, chọn hết 3-4 cái này, cao trình á, rồi chọn sub discipline của nó là hệ thống vũ khí và nhấn apply nó cái. Thì lúc bây giờ cái từ HVAC mất đi hoàn toàn, nó chỉ còn lại cái sub discipline là hệ thống vũ khí thôi. Khoan chưa xong rồi xíu, bình tĩnh. Rồi các bạn để ý nha, như vậy là tất cả các cây thư mục này đã nằm bên trong cái hệ thống vũ khí rồi đúng không? Bây giờ các bạn chịu khó xíu nữa nè, cái chỗ này á mình sẽ rename lại cho nó đẹp hơn xíu, và viết tắt là HVAC là hệ thống vũ khí đó, mình viết tắt á nha, rồi Ctrl C. Rồi tương tự bạn rename lại cái này cho mình luôn, cũng vậy luôn ha. Tại sau này mình dễ mình làm việc ha. Rename lại. Rồi Ctrl V. Rồi rename lại. Ctrl V. Đó. Ok chưa? Như vậy tiếp theo là gì? Có trong phần hệ thống vũ khí này có cái mặt bằng nè, mặt bằng. Ha. 3D view này các bạn hãy chỉnh rename luôn. Mình chỉnh nó tên đó là gì? Là 3D của hệ thống phân phối khí. Chúng ta ra cái Như vậy là bạn hoàn thiện cái phần template của phần hệ thống phân phối khí ha, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm lại nha.